trí này á. Chỗ nào mà nó cắm. Nhỏ là vàng cao, còn cái lớn là vàng đồng. Vàng. Màu vàng hồ, ảnh nhỏ xíu, ảnh lùn mà ảnh lên bông kìa. Thấy thương ha. Cam. Cam thấy đó, đó. Cái bông đó rồi. Ồ, chị tét ra luôn rồi. Cam hả chị? Chao hoàng chao. Cam. 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 Là màu giống như cà rốt vậy. À dạ. Màu y như củ cà rốt. Đẹp. Nhìn đẹp quá ha. Có nhánh cây này không chị? Thơm thơm á. Cái này là sọc rằng gì đó. Có thơm không chị? Không, chỉ có thằng này thơm thơm thôi. Thằng này với vàng trao nó thơm. Còn mấy em lấy cái này nữa ơi. Cái này thì phải đi ra cút hồi kia. Ủa không có cây con hả chị? Cút hồi kia nó có cây con. đi ra ngoài kia bẻ thì con đi má. Cái này thì ở ngoài kia nó có cây con. Thấy đam mê thì mê thiệt, ở ngoài nhìn vô mê thiệt, chơi trong hoạt lắm. Đuối luôn. Nhìn thấy ham ha, nhưng mà vô ngành rồi mình mới thấy mấy cây này là phải lãi ra. Một màu vườn mucara nha cả nhà. Mucara. Em sẽ lấy màu sọc vàng sọc răng. Vàng sọc răng cũng đâu có thua gì đột biến đâu. Xanh mucara đỏ nè. Mucara đỏ này ở nhà có nè. Đi hồi gặp rắn chắc xỉu quá. Nói đi hồi mà gặp rắn chắc xỉu. Em xui. Quen rồi, cũng quen rồi. Có bữa chị đi ra vậy nè, gặp hai ba con. Nó thấy mình cái con chạy đồ này, con chạy đồ kia. Nói mày chạy đi, tao thấy mày tao cũng chạy nữa. Chứ không sao. Thấy mình nó cũng chạy. Thấy mình nó chạy mình cũng chạy luôn. Nói mày mà chạy lại tao cũng chạy luôn. Em bữa em gặp rắn em cũng muốn xỉu. Người với lại Ủa lan này có ốc không chị? Bỏ gì? Cái cành non nó đâu có lên nữa, đâu có lên bông. Đậu là thời cũ á. Dạ. Chế độ cũ. Ở đậu là nó hay bị bệnh phải không chị? Không bị bệnh đâu, nhưng mà nó tốt. Cành nó thì ngon rồi. Tại em nghe ai nói đổ đậu thì nó dễ bị bệnh. Nhưng mà nó tốt, nhưng mà nó dễ bị bệnh. Thì mình phải Rồi đi vô. Vô. Vô thôi. Hết cái vườn của chị Sang rồi đó. Đảo đúng một vòng rồi đó các bạn ơi.